Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì rất mong là anh em sẽ ủng hộ những cái series mà mình đùa cùng cả xích lợn như thế này. Và cảm ơn anh em một lần nữa vì đã luôn yêu thích những cái series mà mình mang đến cho mọi người. Và các bạn nếu mà thấy hay ấy, đừng quên là like cũng như là đăng ký kênh để mình sớm đạt được 100.000 sub anh em nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ... Việc đầu tiên cần làm trong cái clip này đó chính là phải clear được cái khu cảng Gelgopol này đã anh em ạ. Rồi. Thì hôm nay mình chơi ở cái danh bạch kim anh em ạ. Đây là một mức danh mình nghĩ là cũng không phải là thấp, cũng không phải là cao. Và cái danh bạch kim tại thời điểm mà cái tựa game New State này ra mắt ấy, thì mình thấy là bắn cũng khá là gắt rồi anh em ạ. Bạch kim trở lên là bắn kinh khủng lắm. Cho nên là mình bắn ở danh nào thì mình nói cho anh em biết luôn, để cho anh em khỏi cần phải thắc mắc nữa. Đây rồi. Chạy đi đâu bạn ơi. Lắt léo cắt kéo này. Ở trong đây thì mấy thanh niên người Indo mới lại với lại Trung Quốc bắn khiếp lắm anh em ạ. Chứ mình thấy mấy team Thái Lan thì chỉ gọi là bắn ke thôi. Còn kỹ thuật thì phải nói là Indo. Cũng như là Indo nó là cái đất nước mà có thể nói là những cái tựa game liên quan đến PUBG ấy, nó cực kỳ là phát triển luôn anh em ạ. Phát triển rực rỡ luôn đấy mọi người. Nếu mà dành cho những bạn nào không biết ấy, thì bên Indo ấy, những cái giải đấu của nó ấy, lượng gọi là lượng người xem cực kỳ lớn luôn. Mình cũng mong rằng là bên Việt Nam của mình cũng có thể phát triển được cộng đồng như vậy anh em ạ. Muốn phát triển được cộng đồng như vậy ấy, thì những cái gì mà kiểu chúng ta thấy nó bất cập ấy, thì anh em lên tiếng một cách gọi là văn minh thôi anh em ạ. Chứ đừng blame. Chúng ta lên tiếng để cho gọi là những cái bản update sau ấy nó có chỉnh sửa tốt hơn. Chứ nếu mà chúng ta cứ blame game ấy, thì mình nghĩ là đến bây giờ game New State này nó cũng chưa có lịch trình để về Việt Nam nữa. Vì vậy là mình mong là đây cũng là một trong những cái clip mà không chỉ là riêng về game PUBG Mobile mà kể cả game New State này nữa anh em ạ. Ồ, bị xích lợn đốc rồi. Mình mong là cả hai con game này sẽ là hai con game mà nó sẽ có xu hướng đi lên ở cái thị trường Việt Nam, để càng ngày các bạn càng có những cái gọi là sân chơi cũng như là có một cộng đồng lớn hơn. Chúng ta chơi game nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Mình không biết là tại sao PUBG ở Việt Nam nó lại tàn nhanh đến mức như vậy. Nhưng mà riêng về cái thể loại PUBG Mobile ấy, không phân biệt anh em nhé, không phân biệt là New State hay là PUBG Mobile ấy, thì ở nước ngoài nó vẫn là một con game rất là phát triển luôn anh em ạ. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình cũng không hiểu lý do luôn. Mình mong là càng ngày game nó càng phát triển, chứ nếu cứ như thế này thì buồn lắm anh em ạ. Rồi, xàm xàm như thế mà cũng được 4 kill ở trong cảng này rồi đấy anh em. Có vẻ như là ngày hôm nay mình có thể clear cái cảng này một cách rất là nhàn luôn. Không cần phải làm gì nhiều cả. Cái bên này thì nếu mà anh em chơi lần đầu ấy, thì nó rất là nhiều anh em có hỏi mình là: anh ơi, tại sao cái di chuyển em cảm giác nó khó, rồi có phải là em bị lỗi hay không? Thì thực sự là cái gameplay ở bên này ấy, nó đang có một cái thứ mà mình nghĩ là nó sẽ ngăn cản người chơi rất là nhiều. Đó chính là, mình đã nói đi nói lại rồi, đó chính là cái việc gameplay ấy, nó phải dễ hơn một chút xíu nữa. Chứ mà nó như này thì mình thấy là nó vẫn đang có một chút gì đó hơi xa vời với đại đa số những người chơi một cách thông dụng ấy. Đấy, một con game mà nó muốn thành công, nó phải gọi là tiếp cận đến nhiều người và nó phải có một lối chơi linh hoạt. Chứ như thế này thì nhiều bạn nếu mà mới chơi ấy, sẽ bị rất là ngộp. Và lại là câu chuyện trở về với cái với cái câu chuyện đó chính là chênh lệch danh anh em ạ. Thì chênh lệch kỹ năng chứ. Đấy, thì người chơi người ta sẽ rất là nản. Ui, vậy mà không chết kìa. Công nhận là táp những khẩu súng semi sniper ở bên này ấy, thì táp đã lắm anh em ạ. Táp đã hơn bên kia rất là nhiều. Và nó còn nặng nữa anh em ạ. Mấy khẩu ở bên đây giống kiểu SLG, SKS mà táp khoảng 1-2 viên nữa có khi nấp luôn rồi anh em. Nhất là những viên nào có viên bay vào đầu cái là toang cái.
là thấy gọi là thấy mẹ gaming luôn ấy. Nào, nó chỉ ở cái gần gần khu nhà đấy thôi. Đấy, xích lợn nhìn thấy rồi kìa, đang ping quá trời luôn. Nhưng mà mình biết rồi. Đây, cứ mở góc thôi anh em ạ, không biết đâu mà lần được. Đó, trong cái game này ấy thì anh em chơi nhớ hạn chế đạp cửa như thế này nhá. Đạp cửa này là không khác gì khai lệ ông tôi ở bụi này đấy. Kìa, một tên chạy ra này. Như vậy là có thể là có hai người. Từ từ, mình đáp. Ui, xích lợn nấp một luôn rồi kìa. Hình như trong nhà đấy là hai người anh em ạ. Đây, cho các bạn quả bom cho ù tài đã. Nhiều lúc không phải là đáp bom để gây sát thương đâu anh em. Nhiều lúc là đáp bom để gây ù tai nha mọi người. Ôi dồi ôi, xin lợn tống thêm quả bom nữa vào nhà rồi. Hình như clear rồi ấy. Clear rồi, clear rồi. Nhìn kiểu này là biết clear rồi. Đây, tiếng lục cục ở trên này này. Úi dồi ôi, gạt hết. Chơi game dã man đấy. Anh em ơi, nhìn này. Mẹ, trông nó có buồn cười không mọi người? Mẹ, trông nhìn này, cái màu nó đỏ rực lên như kiểu mùa thu ấy, như kiểu gọi là màu máu ấy anh em ạ. Tôi đang chơi tự nhiên cái màn hình của tôi nó bị lỗi phát, nó ra cái màu này anh em ạ. Không biết là quay clip anh em có thấy không nhỉ? Mẹ, để tí nữa mình quay clip xong mình ra xem mọi người có bị cái màu này giống mình không? Mọi người có thấy được cái màu mình đang thấy không? Ui, đẹp vãi nồi luôn đấy anh em. Trời ơi, đây là câu chuyện khi PUBG gọi là đến mùa thu. Ui, đẹp nhờ. Hơi khó nhìn một tí nhưng mà không sao, miễn sao nó đẹp là được. Ui, đẹp dã man luôn. Màu đỏ luôn này. Đôi khi những cái lỗi lại làm cho chúng ta chơi game nó có một cái trải nghiệm khá là thú vị anh em ạ. Ê ơi, cỏ này, cây cối này đỏ hết. Cứ như kiểu mùa thu tới anh em ạ. Mùa thu ở nước Úc. Có cái lá gì à? Lá phong đỏ đúng không anh em? Uầy, đẹp thế. Mà nhìn trông nó kiểu nó chiến hơn đấy mọi người. Uầy, tí nữa mà bắn địch tóe máu ra thì không biết nó như nào anh em nhở. Ê. Tự nhiên nó màu đỏ này nhìn phê vãi trưởng. Không biết là nhìn địch như thế nào đây. Vẫn đang khá là phân vân đấy. Lỗi màu ảo thật sự luôn mọi người ạ. Ảo Malazada vãi. Ô. Ôi, người. Úi dồi ôi, dã. Chạy đi đâu bạn ơi. Úi ngon. Bắn một viên ăn luôn anh em ạ. Để trả lụa. Thằng đấy chắc chắn là bị xích lợn bắn yếu rồi. Đâu nhỉ? Từ từ, đáp sở mốc đã, Ôi ôi, đau quá. Thấy đổ xe đã anh em ơi. Rồi, 5 giây là tự nổ, khỏi cần phải thấy thêm. Ma, quả xe bên đây nó nổ, nó bay hết cả, gọi là bay hết cả cửa giả. Bắn khó lắm anh em ạ. À. Thế đây là tôi hay bảo anh em là tôi thích cái xe UAT trong đây hơn đấy. Đây rồi, tôi thấy ở trong nhà này. Nào, thò ra. Thò. Liều với chúng tôi này. Đã bảo rồi, đừng đua với cả thân rùa. Còn thanh niên ở mép nhà nữa. Đứng dậy và chơi đây bạn ơi. Đứng dậy và chơi đi. Lên luôn. Nào, vã luôn anh em ạ. Nhởn với chúng tôi này. Fire in the hole. Chạy đi đâu. Chạy đâu. Ui, từ từ đã anh em. Bắn bình tĩnh. Ô, hình như xích lợn clear. Ồ, xích lợn clear rồi anh em ạ. Ghê đấy. Ờ, xin được cứu này anh em này. Câu trả lời là không. Chắc thanh niên cũng biết thân biết phận, tự động chết rồi anh em ạ. Ui, đẹp nhờ. Má, chui vào bụi cỏ là không nhìn thấy cái quần què gì luôn anh em ạ. Đẹp dã man. Ê. Nó giống như kiểu ngày xưa các bạn đến khu Gia Kỳ ấy. Nhưng mà cái khu Gia Kỳ thì cái màu nó cũng không như thế này. À,
mình thích cái màu này vãi nồi luôn anh em ạ. Nhưng mà nó tươi sáng hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp. Nó như là Zaki ấy nhưng mà nó đậm đậm một tí nữa thì đẹp anh em ạ. Zaki thì nó kiểu là cái lá của nó là lá vàng. Còn ở đây là màu đỏ luôn, nhìn trông đẹp vãi. Xịn nhờ. Nhìn trông kiểu nó chiến trường nó khắc nghiệt hơn ấy. Nhìn trông thích vãi anh em ạ. Mẹ. Hay sắp tới là những clip mà kiểu mình làm ấy, mình sẽ edit cái màu kiểu cho cây cối biến hết thành màu đỏ. Anh em nhìn cho nó lạ lạ nhờ. Không biết là có edit được không? Chắc là edit được thôi. Đây, gọi đồ anh em nhá. Xoắn gì đúng không anh em? Ui, thanh niên này còn có cả flare gun này. Láo lếu với chúng tôi. Chúng tôi thịt đồ hết. Vậy là mình clear được nguyên team trong đây rồi đấy. Ui, vẫn còn 40 người nữa anh em ạ. Sợ vãi nồi luôn á. Vẫn còn đông lắm. Thôi, chờ cái drone của mình nó xuống xong rồi mình sẽ đi săn người tiếp mọi người nhá. Cứ bình tĩnh anh em ạ, không gì phải vội cả. Đây, drone xuống rồi. Xích lợn mới lấy được cái bộ váy giống mình này. Trông nhảy trông buồn cười vậy. Ồ, có tiếng xe tới. Chết rồi, nó nhìn thấy cái drone của mình anh ạ. Được, vào đây tôi tiếp hết. Đây rồi. Ui, xấy tuột rồi, nó đâm thẳng vào chỗ xích lợn rồi. Mẹ, biết ngay mà. Chết. Ui ôi, không chết. Team này dễ bốn thằng lắm anh em. Bốn thằng cùng team. Chạy ra đây này. Nào, chạy đây. Chạy ra đây này. Ui, mất nhiều máu quá. Come on. Let's go baby. Let's go. Thanh niên này ở trong nhà cũng bị mình đơm ít máu rồi anh em. Bơm. Ô, ra. Ôi thôi xong rồi. Ơ kìa. Sao lại là đấm tay? Ôi rồi ôi, quả đấy mà là súng thì là đẹp rồi. Ui, là mình cân 4 là mình lại cứu được xích lợn dậy rồi. Cày thế nhở. Ê, thanh niên còn có tí máu. Bực thật. Ê, khẩu súng của mình vẫn còn mười mấy viên đạn đủ để nốc cái thanh niên này luôn á. Cày vai. Tiếc ghê.